Một nam, một nữ làm việc ở trong phòng vậy, coi chừng bị người ta dị nghị đó. Uống nước rồi em sẽ về, trả lại không gian riêng cho hai người. Trời tối anh sàm sỡ tôi hả? Anh bảo vệ, anh làm chứng cho tôi nha. Em thích anh Toàn hay anh Khải? Hay nhường cả hai cho chị đi, chị dùng tốt lắm. Chờ chị. Nè,